Kính thưa quý vị khán giả của Phố Việt Media, mình là luật sư Nguyễn Đức Nguyên Vị, hiện là luật sư của văn phòng luật sư Trần Dịch Vụ Law Firm. Và chủ đề ngày hôm nay mình xin trao đổi với các bạn đó là thẻ xanh 2 năm và 10 năm diễn kết hôn tại Mỹ. Vì sao mà chúng ta phải cần đến cái thẻ xanh 2 năm và 10 năm? Và vì sao mà sở di trú không cho ta thẳng một cái thẻ xanh 10 năm để rồi chúng ta có thể thi quốc tịch sau đó 3 năm? Mà tại sao phải cần một cái bước gián tiếp là thẻ xanh 2 năm? Câu trả lời đó là sở di trú muốn xem trong thời gian đó hai người cưới nhau có thực sự là ngay tình hay không? Hay là đang nhằm trốn tránh những quy định khắt khe của luật di trú Hoa Kỳ? Thường thì sau khi mà các bạn đã được cấp cái dạng đã đậu phỏng vấn ở Việt Nam và các bạn được cấp thẻ xanh 2 năm để từ đó qua Mỹ, thì các bạn trong 2 năm đó phải chứng minh được rằng các bạn thực sự là vợ chồng với nhau, với các chứng cứ như là hình chụp hai người thân mật với nhau, những lá thư tình trao nhau, những cái hóa đơn cho thấy là hai người cùng nhau thực hiện các nghĩa vụ tài chính như đóng tiền ngân hàng, đóng tiền xe cộ hay là thư về nhà gửi cùng nhau. Đó là những chứng cứ rất quan trọng cho thấy các bạn là thực sự vợ chồng. Và tuy nhiên, trong 2 năm đó, nếu có bất cứ vấn đề gì chăng nữa thì sở di trú vẫn hoàn toàn cứu xét cho chúng ta. Và sau khi giai đoạn 2 năm đó rồi thì thường là mình sẽ nộp đơn để gia hạn thẻ xanh lên 10 năm. Và theo quy định thực tiễn trước đây là khoảng 1 năm. Nhưng tiếc thay, hiện nay khi mà cái số lượng hồ sơ xin chuyển từ thẻ xanh 2 năm lên 10 năm dạng kết hôn ngày càng nhiều và ứ động một cái số lượng rất lớn, dẫn đến việc là cái thời gian xem xét có thể kéo dài lên tới tận 4 năm thay vì chỉ 1-2 năm như trước đây. Tuy nhiên, có một tin vui cho các bạn, đó là những bạn nào trong trường hợp đó thì sau khi các bạn đã được ở Mỹ hợp pháp 3 năm rồi, là 2 năm ở Mỹ với cái dạng thẻ xanh 2 năm và 1 năm sau đó, trong lúc chờ được cấp thẻ xanh 10 năm, các bạn hoàn toàn có thể đăng ký thi lấy công dân Mỹ để trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ và hưởng lợi những cái khoản lợi tức, phúc lợi xã hội ở đây. Đó là một cái tin rất là vui cho chúng ta. Và một cái vấn đề chúng ta hay gặp phải đó là một số người cho rằng đó là trong 2 năm đó, lỡ như mà trước khi chúng ta làm chuyển diện sang 10 năm hay trước khi chúng ta đăng ký là trở thành công dân Mỹ thì gặp phải những cái mâu thuẫn trầm trọng dẫn đến là hai người ly hôn và không còn sống với nhau nữa, thì chúng ta giải quyết như thế nào? Trong trường hợp này thì các bạn hãy yên tâm, vì sở di trú của Hoa Kỳ vốn có tính nhân đạo và sẽ cứu xét hết các trường hợp đó. Chẳng hạn như là trong 2 năm đó hai người sống và không hòa hợp với nhau, một người bị bạo hành bởi người còn lại và người bạo lãnh đó không chịu ký vào giấy tờ để gia hạn thẻ xanh lên 10 năm, hay là hai người đã phải ly hôn với nhau và có phán quyết chính thức của tòa, thì chúng ta hãy đưa những chứng cứ đó cho thấy chúng ta, người được bảo lãnh thẻ xanh, không phải là người có lỗi. Nghĩa là chúng ta không chủ động nộp đơn ly hôn, chúng ta không ngoại tình, chúng ta không phải là cái người mà bạo hành vợ hoặc chồng mình. Trong trường hợp đó thì sở di trú sẽ hoàn toàn cứu xét và không cần chữ ký của người được bảo lãnh, để từ đó các bạn vẫn có thể được cấp đơn thẻ xanh 10 năm và vẫn hoàn toàn có thể nộp đơn trở thành công dân của Hoa Kỳ. Và tất cả những vấn đề đó rất phức tạp. Vì vậy, nếu như các bạn có gặp những vấn đề tương tự như vậy, hãy mạnh dạn liên hệ với chúng tôi, Trần Dịch Vụ Law Firm, và các bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những thông tin địa chỉ là 9587 Ponsa Avenue, thành phố Westminster ở California, 92683, hoặc số điện thoại 714-867-6666, hoặc đường dây nóng 714-949-8898 để từ đó được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.